Nên tiếp cho các bác một súp nhá, một em súp khủng. Con này mà bác nào chê thì đúng là em Tuấn bó tay. Con này bát 30 củ rất là khủng luôn, màng carbon. Bát 30 màng carbon đánh rung nhà luôn. Kích thước chiều ngang của thùng nó lên đến 40 43 chiều ngang, chiều cao thế nào? Chiều cao cũng tầm đấy, 43, chiều sâu cũng tầm hơn 40. Đấy. À, con này con súp điện, bác nhìn nào, cái thiết kế, cái tản nhiệt của nó đằng sau bác nhìn sợ chưa? Này. Chỉ nhìn nhìn cái này là các bác biết nó khủng như nào rồi. Đây. Tên của con này rất là khó đọc. Oda Ura gì đây? Con này điện 120V bác nhá. Điện 120V đấy. Dòng súp Mỹ. Con này không hay nữa thì thôi, bó tay luôn. Hết nước chấm. À, con này mức giá 6 triệu 9 ạ. Chào các bác nhé. Các bác màng carbon đấy. Súp điện.